vậy? Thôi thôi, vậy vậy cho cháu sắp hạt đi. Sao cháu lại được ở ngoài kia nó kẹt nữa nha. Vậy chạy ra chứ ngồi kia được tất cả đều con lên. Rồi, biết rồi, đi ra sắp hạt lại. Không được, không được, ở ngoài kia nó chối rồi. Nó giấu rồi, con nó thì ngồi ăn chậu bà dạy ngồi như búp bê. Nó kẹt nó phá chạy. Thôi, cái này đi con quay đúng không? Đúng rồi. Ủa kêu nó bây giờ lỡ đây rồi, nó cho mình tưởng giới thiệu gì nữa. Đăng ký trong hồ sơ giá mình, đóng một cái gạt chữ. Giờ thi thấy ông thi về mãi, cho chồng chứ thấy giới thiệu gì nữa. Gì vậy á? Không phải, nhưng mà anh không cảm làm sao mà cảnh ở tay với mẹ luôn, em không biết gì mà. Cái chuyện đó, con là chuyện của ban tổ chức, là phải chuyện của tôi. Tôi đang đăng ký cho hồ sơ giá hình, đóng một cái gạt chữ. Được rồi. Giờ được em, về mãi cho chồng chứ, đợi chơi nữa. Cái tên là một sơ tư ghi, dán hình đóng dấu, không có một cái cạp gì hết. Ủa kìa, em không thấy cũng phải chọn anh, không biết chuyện tên tuổi sao anh. Giới thiệu đi. Dạ, kính thưa quý vị, em xin trân trọng giới thiệu, em tên là Lệ Tĩnh. Anh ơi, nhớ trên mạng là có cái anh Lệ Rơ, mà anh biết có Lệ Tĩnh. Nước bắn nào rơi xuống hồn cho cái tỉnh. Lệ Rơi, Lệ Nguyên, Lệ Thủy, Lệ Tẩm nhà tôi đó. Trời ơi, nhập lệ vậy đó. Nhập lệ, rồi vô thi. Rồi, có tài năng đi, hát hò gì hát. Không, có tài này hát hò gì cho tao vô thi đi. Hát hò là hồi xưa đâu, giờ lớn tuổi thì hát gì nữa. Hồi xưa hát hả? Trời ơi, hồi xưa là cái thời mà kinh tế Mỹ chưa đi xuống. Sao làm gì? Ca sĩ. Trời ơi. Hồi xưa là học trung lớp Đại Vĩnh Hưng. Thiệt không? Ờ, cái thời tôi hát Đại Vĩnh Hưng kêu bằng ông bố nội. Trời ơi, sao giờ tao hổ tiếng gì vậy? Hả? Sao giờ tao hổ tiếng anh giống sờ quá chứ. Định mật. Cái thời mà tôi đi hát làm cái đêm còn hấp tấp. Ờ đúng rồi, hấp tấp. Con chưa hấp tấp mà. Ờ. Mà trẻ nghe có hiếu lắm. Chắc mẹ có đúng không? Trời ơi, mỗi lần hấp là chảy máu mà. Đang qua ngồi qua nhãn ngồi. Ê, nghe mắt đơn ác chú. Trời ơi, tiếc căng. Trời ơi, ôi dù hấp tấp là phải ăn tiền vậy đó. Ờ, vậy đó, khổ lắm. Rồi sau đó con chưa là học trung lớp. Tôi đang học trung lớp. Ngay xong cái tôi mới viết một bài hát. Tôi chửi cái thằng đối diện nhà tôi. À. Vô tình làm như nghe được. Lấy bài hát nổi tiếng. Thiệt không? Bài hát cho chữ người ta mà lấy bài hát nổi tiếng. Trời ơi, bài nào hát cũng nghe được. Tôi chắc nên tình xin. Hồ hồ hồ, mày không hồ, mà tâm hồ. Quá. Ờ, tôi hát cho nghe chữ này là sót. Không, anh hồn có đâu có hát không vậy? Ông sửa lời. Sửa má. Tôi chắc nên tình xin. Hồ hồ hồ, hồ hồ hồ, hồ đều hết. À. Tôi chữ một thằng mà ông sửa lời, hồ quyền sót. Của tôi đó. Quá dữ luôn. Sao? Sau đó là tôi thấy cái nghề nghệ thuật bạc bẽo, showbiz rối ren, bạc bẽo nghệ thuật bạc bẽo, bỏ nghệ thuật. Bỏ nghệ thuật luôn. Vậy mà nghệ thuật không buông tha tôi. Trời ơi, hay quá vậy. Về ngủ 3 ngày 3 đêm, giật mình tỉnh giấc, quyết định đi thi The Voice. The Voice. Đó, cũng thi The Voice đó. The Voice. Thì The Voice đó đó. Voice. Ở cái gì kệ mẹ nó đi. Nó được không biết, không biết được nói. Đó, con thi. Cái giọng mà cái giọng đầu tiên á. À, giấu cái mặt á. Đúng rồi, giấu cái mặt, lò cái giọng nhìn cái đít. Quá. Xưa có tên lịch sử đúng không? Ai cũng giấu cái mặt là đâu có lời cái gì đâu. Đúng rồi, tôi chậm rồi. Nè, giấu cái mặt. Alo con. Alo. Đó, giấu mặt là cái giọng nhìn cái đít nè. Quá. Ôi, kỳ quá. Cái giọng nó vậy mà. Tôi vô thi là lúc đó ông Đàm Hưng là ông đang ngồi lãnh đạo. À đúng rồi, quốc lục viên, quốc lục viên. Tôi vô thi là ông ngồi đây nè. Rồi. Bữa đó trời nóng, ổng ngồi banh vậy đó. Đó, hôm nay ngồi đây không? Trời. Tôi biết bà cụ vậy mà tôi buồn giác không? Mấy chạy đây móc cái đêm bầu. Mà sao móc đều hai bên như nhau à? Trời. Bà đã đứng ngồi đây đâu? Trời. Còn chuẩn bị chấm mà, muốn là duyên mà. Trời, mời thí sinh Lệ Tĩnh. Sao tôi đi vô? Trời, chấm chế. Có chấm đi chi. Hô 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 hô. Hay quá. Đàn chứ đừng nghe phải. Phải bắt. Chọn đi. Em. Hay quá. Vừa thấy tôi. Chắc em. Quay lại. Quay lại. Má tức không. Không gì đâu. Sao đi quay? À không. Quay em chưa? Sao qua bạn ta chọn chọn tôi. Chọn tôi. Rồi chơi cú lật kèo. Sao chơi cú lật kèo? Tức không? Tức. Đạm Hương trả lời. Trả lời sao? Lắp cái cặp tôi quay qua là tôi chọn ông, tại thích được hát không? Ờ. Mà chưa cái đợt vừa thấy anh được mũi cái cái đùi. Tập con mũi. Tập cái bẹt không chúng con mũi được chúng ta nó cắt quay vô trong luôn. Trời ơi. Má một đời phải nói gì con mũi luôn.
cái gì vậy? Nghiệp ngạo quá vậy. Đó. Là sau đó sao? Sau đó tôi thấy là coi như là cái con đường nghệ thuật mình là bị mù tâm rồi. Không bao giờ phát hiện được. Tay là níu kéo là mất thời gian, bỏ nghệ thuật. Bỏ nghệ thuật luôn. Vậy mà nghệ thuật không buông tha được. Hoài vậy? Ngủ một đêm sáng hoài làm sao làm một nghề khác nổi tiếng luôn. Nghề gì nè? Người mẫu. Người mẫu. Trời ơi, ông này cười trong mặt ông luôn. Ông nghĩ sao cái tướng ông có thức bóp là người mẫu ông nội. Không có tin. Được mà, tướng mẫu được mà. Không, 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 dở mà không? Có tôi là cái bao có nội. Thiệt đó. Còn xin đọc trong đó đi Quy Khánh nè. Ờ, người mẫu đúng rồi. Xuân Lan nè. Người mẫu. Bình Minh nè. Đúng không? Bình Nhí nè. Bình Béo nè. Làm gì có Bình Nhí, Bình Béo không đó nữa. Bình Nhí là học ở lớp người mẫu Nhi Đồng kế bên. Bình Béo là học ở lớp người mẫu Overshine. Người mẫu là gì? Người mẫu là một cái mẫu người lên sân khấu mặc bộ đồ vô trình diễn cho khán giả coi thích, mặc dù không bao giờ mua. Tại mua gì mặt đâu có vừa. Thấy không? Người mẫu thiệt đúng không? Đây, người mẫu nói là, nói cái gì cũng có căn bản, người mẫu là gì? Nhìn đây, dáng nó phải chuẩn. Body nó phải chuẩn. Body em là chuẩn hết đó. Người nó phải căng như một dây đàn này. Ngực Vũng Tàu rất Cà Mau. Xa quá vậy. Rồi xa chuẩn nó quầy thác. Nếu cần thiết thì mình bóp lại. Trời ơi. Cần thiết thì kéo ra. Mắt là như nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thẳng. Đi là đi một hàng thôi. Đúng rồi. Khét quá. Khét quá. Đi. Trời ơi, cái tướng như bị gì còn nó ghê. Cứ hiên ngang mà đi, ở dưới cái gì kèm này đó. Anh ơi, phải để ý gì không? Để ý là để ý cái gì? Để ý những lúc khán giả nhìn mình là mình bị nhấn. Nhấn nhá cái gì mình có nhấn nhá. Tô điểm rồi, tô điểm. À, rồi. Tôi đi ra giữa cái này. Khán giả nhìn mình. Rồi, nhấn cái coi. Nhấn. Trời ơi. Nhấn vậy đó hả? Rồi nhấn. Đi vô trong khán giả bỗng nhìn mình cũng phải nhấn. Rồi. Rồi nhấn. Không, hiểu chưa? Sao? Đặc biệt người mẫu đừng bao giờ đi vậy. Tôi dặn nghe, vĩnh viễn người mẫu đừng bao giờ đi vậy. Sao kỳ vậy? Thứ nhất là nó xấu, thứ hai là gió vô bệnh. Lúc nào người gió vô chỗ nào bệnh nói em biết tên em né. Thôi thì sao mà nổi nè. Bệnh ta giấu hết mẹ, người mẫu kỳ diễn thế gì. Không biết mà hỏi mà. Rồi sao nó ra mẫu? Quá là một việc. Không chịu nổi. Trên thế giới nó khác, mọi việc vậy. Rung nãy giờ không quay đi gì đâu. Người mẫu ở trên thế giới nó tình diễn của ta nó vui vẻ với bà con. Ví dụ cái thằng là Leonardo. Cái gì? Leonardo. Là mà tên nước ngoài mà kỳ vậy. Kệ mẹ đi ba má đặt tao đặt đâu. Đặt ở đâu hả? Cái tình diễn á là bà con luôn cười. Đâu. À. Trời đất ơi. Trời ơi, ông đặt nhìn giống bị đau quá. Rồi đi vô đi. Trời ơi. Cái gì đấy chứ. Tôi gọi thế giới mới vậy. Tiếp máy quá. Trời thế giới mới vậy. Vậy. Còn Việt Nam. Việt Nam sao? Nó trình diễn mặt nó quạo. Không bao giờ cười. À cái xin tay sao vậy đó. Mặt nó lạnh lùng mà tao quạo luôn. Nó quạo giống như là ai ăn hết của ông nội ngoại nó vậy. Gì vậy vậy? Đang ông diễn thử cho tôi. Ngồi bé nó hụt nha. Trời ơi, lạnh quá. Trời ơi, nó căng thẳng quá. U quốc quá. Rồi đi vô đi. Đi đi. Người mẫu Việt Nam nó quạo gì đó. Tùy đấy. Thiệt. Đâu có quá đáng như vậy. Khi người mẫu Việt Nam mà nó trình diễn á. Mày coi mày thấy trên sân khấu á, mày nhìn vô người mẫu Việt Nam cái mày tưởng tượng giống như là đang có một cái chuyện nó khủng khiếp đến như đời của người mẫu đó. Ghê quá vậy. Mày tưởng tượng ra một câu chuyện nó kinh hoàng, nó chập rổ trên đầu người mẫu. Trời ơi. Nè, tao biểu diễn mà tao tưởng tượng, tao nói ra lời cho mày nghe luôn. Rồi, à có lời nhầm đúng không? Rồi. Đi ra giữa nè. Rồi, nói đi. Nói. Tại sao mày chụp hồi của má tao? Hả? Nói vậy? Tại sao ba mày ngoại tình với ba tao? Chết mày đi. Bóng mụn màng hả? Bóng mụn màng. Trở lại nữa. Lạnh lùng. Đó, lạnh lùng. Lạnh lùng. Lạnh lùng vậy đó hả?
thời đỉnh về người mẫu của tao á. Nói cho mày nghe, cái tuổi mày là trai tao bằng trai chú rồi. Dạ đúng rồi. Cái thời đó là người mẫu là nữ á. Xếp hàng trước nhà tao từ đây tao tới chợ bằng à. Xếp hàng làm gì? Mê. Trời ơi, thiệt không? Đi hồn hà không? Nổi tiếng lắm đó nha. Hồn hà. Là gì của ông? Bà gái cũ. Trời ơi, đẹp không vậy? Tướng không vậy, đúng cái đâu hồn hà. Tao ngày cỡ cho con bố á. Mày hả? Mày hỏi gì vậy? Mày hỏi tao trả lời chứ tao lịch sự mà. Tối tao đi diễn về. Đi vô nhà nó nằm rồi. Tới gọi nước tập lắm. Tao bực mình, tao đang bực mình mà. Tao đâu có mình, tao nói tiếng mà. Mở cái đây. Gì vậy? Anh ơi, nếu anh không lấy em không còn tiếp sống cái cõi đời này nữa. Trời ơi, trái tim em chỉ dành cho riêng anh. Trời ơi, nghe nhíu đích không? Sao mày không dùng mấy cái ngôn từ gì? Tao bình dân, tao nói chuyện bình thường mà sao mày khó? Có nhiều cái gì? Không mà hỏi tao cần nghe nhíu không? Nhíu. Nhíu chưa? Tao nói một câu thôi. Em về đi. Đừng cố gắng. Tình yêu không thể nào ép buộc. Trời ơi. Đừng đóng cửa khắc đi vô ngủ tiếp. Con nhỏ đứng khóc cả đêm. Trời đất ơi. Sau này về mới hát bài kém dai bên em bằng khóc. Trời ơi. Là hát về tao. Hả? Phải không? Đó bình thường. Biết tên tên nào? Tưởng đẹp lắm. Bà gái cũ. Đẹp hơn. Chứ sao? Đẹp hơn. Từng tới cửa nhà đập. Cửa hả? Nếu anh không yêu em không muốn sống trên cõi đời này nữa. Trời ơi. Em sẽ chết vì anh. Trời ơi. Nhiễu không? Nhiễu. Cái đẹp quá mà. Bảy luôn chứ nhiễu gì nữa. Bảy luôn. Nói một câu thôi. Em về đi. Chẳng có nghĩa gì nào có thể cho hai đứa mình đâu. Trời ơi. Ủ hoàng quá. Con nhỏ đứng ứa lệ luôn. Khóc. Sau này về với đóng phim bỗng nhiên muốn khóc. Con nhậu tiếng luôn. Trời ơi. Biết chủ hạ không? Thôi đừng có bị gái đồng lao. Đồng lao hỏi biết em đồng đâu bảo. Biết trong chủ hạ bằng gái đâu mày. Hai đứa gì đâu kiếm được. Đấu kiếm là đấu kiếm Nhật. Mà cái kiếm mà mặc bộ đồ trắng cầm tròn tròn cái này. Bà nghĩ gì vậy bà nội? Đầu khóc. Vậy sau đó là tôi thấy nghệ thuật nó bạc bẽo. Show biết nó muốn ra. Bỏ nghệ thuật. Bỏ luôn đi. Vậy mà nghệ thuật không buông tha. Trời ơi. Có mày. Tôi vẫn biết bỏ nghệ thuật là bỏ nghệ thuật. Bỏ luôn. Chỉ có nghề khác. Nghề gì? Tiếp viên hàng không. Trời ơi. Các bạn, mỗi lần tôi nói nghề bạn cũng cười với bạn. Tôi có hận nghề đó thiệt mà tướng luôn tiếp viên không cái gì nữa. Trời ơi, sao mà ông nổ hoài không? Cái gì là không là mấy 8, mấy 9 đâu mà. Đây đã từng thi rồi. Thế không? Đã từng vô sân bay làm rồi. Rồi. Thi qua hết các vòng, có vòng cuối thì bị rớt thôi. Cái vòng gì mà khó dữ vậy? Lấy hành lý á. Ủa vòng có lắm mẹ đâu rớt. Lấy đâu có tới. Xe đòn dùng bước lên ghế mà lấy chứ. Thấy bạn bước lãnh chủ thấy bà. Trời ơi, lùng mà bông ghen cái khổ vậy rồi sao nó đặt gì? Hả? Sao nó đặt gì? Sau đó là thường quyết định bỏ hết. Lên trên rừng ở dưới buôn làng, ở dưới buôn thú, không chơi showbiz. Bởi vì showbiz thì nó hết chơi là lên báo nó chửi, lên Facebook nó chửi. Đó, nó đòi quà, nó đòi nhà, đòi chồng, đòi vợ, nó không bỏ hết. Lên chơi với thú, nó thích nó chơi, nó thích nó cắn. Đó, vậy lên trên rừng gõ nữa. Vậy mà ngày thật không buông tha. Trời ơi. Lên ở một tuần, viết mấy bài hát bán ca sĩ nổi tiếng luôn. Nhạc sĩ luôn. Nhạc sĩ nổi tiếng luôn. Bài nào vậy? Sắp tới với một bài nổi tiếng cho Dương Thường Thái còn hơn bài gọi đò. Tên gì? Gọi cano. Gọi cano hả? Để. Sắp tới một bài hát hình định hơn chuẩn bị lên trên trang mạng xã hội. Bài tên gì? Yêu nhau đừng hốt nhau nhé. Sao bài em vậy? Nhưng mà dịch tự tiếng Anh hay lắm. Tiếng Anh sao? We love together, no it. À, biết đó hả? Yêu, yêu, yêu thì yêu, đừng ăn thịt em. À, hay quá, thích cực quá. Chứ sao? Rồi. Sắp tới nè. Một bài chuẩn bị mới viết luôn, chuẩn bị bán cho Tấn Hưng. Bài hát tên gì? Bước qua bài hát càng nghe. Chân diễm luôn. Bước qua bài đi. Hay quá. Từ lúc em lên Sài Gòn, anh ở nhà, anh buồn tình, anh nuôi heo.
học cách nuôi heo theo thời gian trôi cũng đã quên em rồi. Heo càng lớn không nhanh thì anh lại càng yêu heo, yêu được heo anh cũng quên cách để anh yêu con người. Anh ơi, mà gì kỳ quá vậy anh, sao so sánh mặt con người thua con heo vậy? Nuôi con heo nó mập, bỏ lên cân có ký là có tiền. Nuôi bên bèo chăm chút từng ly từng tí mới mất từ tháng hốt mãi rồi. Hiểu. Vậy là mới mốt con heo lớn lên anh lấy con heo luôn. Mày lấy đi. Tao lấy sạc cho em nội cho anh. Mày biết tao thích con heo không con bộ? Cái đó là bình thường đó. Quyết định bỏ không sáng tác nữa. Rồi. Vậy mà mày thật không muốn thật. Trời ơi. Viết một bài mới, đà đi lên đặt hàng, bán 15.000. 15.000 đô. Việt Nam. Sao mèo quá vậy? Nghe đi, sẽ biết là sao 15.000. Chưa. Chưa. Từ sâu trong tô cháo nồng, anh chỉ thấy có một hai miếng thèo. Biết em không thích nhai, anh đã cố mua cho em thèo non. Thay vì anh thấu hiểu, vì em ranh giả nên không nhai thèo. Nói đi em người ơi, giờ em muốn nhai cái giống gì? Cái điệp khúc với chữ có điệp khúc luôn. Em hay đến nhai đôi dép lao, rồi những ngày kia em về nhai đôi gu. Bẩn lao. Trời ơi, mà hát gì mà có 15.000 đi vậy? Thì tôi cho lòng hai đứa thèo 15.000 chứ mấy. Đó, mấy bạn hát kỳ cục quá, không được đâu. Còn thôi, bây giờ là nói chuyện tào lao nãy giờ hết giờ rồi, thôi cho vô thay đi. Hai vòng, sơ tuyển có vô chung kết. Không, đánh cái hồ sơ, đánh một cái nhạc, người ta nói là một vòng thi về vậy. Ai mà nói tào lao thì cũng thi ra cuộc thi tài năng. Hai vòng mới được. Hả? Ở đây thi gì? Tìm kiếm tình anh. Bà nội cha, tôi đi thi bằng lái xe. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì? Tôi vô lái xe về chở heo nữa kìa. Ôi, tôi nhiên vô đây nói nhảm rồi, thi lái xe là sao? Tôi thi lái xe mà. Không có lái xe. Xe hơi đâu gặp số ấy thôi. Hả? Cảnh số đâu ra không ơi? Lái xe là đấu diễn, đây là tìm kiếm tình anh, hiểu không? Ai biết đâu, thấy đông đông nhào vô trời. Trời ơi, mà nói nghe nè, hồi nãy giờ là em thấy anh là cũng có cái năng khiếu làm cho khán giả cười. Đúng với cái chủ đề thi rồi. Hôm nay bây giờ dùng sân khấu lại là vui cười cái đó được không? Để tôi không buông tha. Đó. Rồi vậy đi vô nha. Nhạc đi con ơi. Nhạc đi con ơi. Đời tôi cô đơn em yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn em yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn em yêu ai cũng sợ sạch. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chắc nói chi. Đời tôi cô đơn yêu bao lâu vẫn cô đơn. Dù ai đem tôi nhưng tin tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn, tôi không thể trách em. Tôi không thể trách trời hay rằng đời mong đối thay. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Đang dỡ vì tình yêu tôi không say trên bàn bàn. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em không làm gì nữa, bạn làm gì ghé chặt tay. Tôi xin, chúc em ngày mai hoa đắm ngọc ngà luôn quanh quanh em cả cuộc đời. Xin tôi, anh tin tôi sẽ ra. Em suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn vì tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua mắt cô đơn. Dù ai nghe tôi nhưng xin tôi vẫn lệ rơi. Trời cho tôi cô đơn, tôi không hề trách em. Tôi quên rồi chuyện chuyện ra giờ từ khi mấy. Trời cho tôi cô đơn, tôi không hề trách em. Tôi quên rồi chuyện chuyện ra giờ từ khi mấy. Chào quý vị, chị Bông Hà vừa rồi cũng xong rồi hết rồi.
Xin cảm ơn quý vị đã ở lại cái giây này để coi chuyện giang dị. Nó. Lúc ta duyên hài bám cười, lúc ta nói chuyện bắt cười. Tuyệt vời trời. Dạ, cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị một ngày khác. Cảm ơn quý vị.